Hai cô chú ơi, đây nè, em vẽ nè. Vẽ đây con. Làm sao? Vẽ được mà. Tầm 7 không à. Đâu á? Hay chưa? Hay chưa? Chăm chỉ chưa? Học bài miết luôn cô chú ha, học bài từ sáng tới tối. Cho cô chú vẽ với. Cho chú vẽ với không? Thôi, ok. Quá chăm chỉ luôn. Ghê chưa? Đây nó nghe nè, bút lông này đừng để dính áo nha. Đó, cô chú coi đó. Xuyên ghê chưa? Nó nhón chân luôn nè, thấy không? Trời, muốn học ballet có lý à. Cái chân này muốn ballet có lý nè. Thấy chưa, muốn học ballet có lý nè chị. Đúng chưa nào? Rồi, sáng giờ ký được cái hợp đồng nào chưa? Hả? Sáng này sáng giờ có đăng ký được hợp đồng nào, bản cáo tả sửa đâu gì chưa? Hả? Dễ quá trời luôn mà không biết ký được hợp đồng tả sửa nào không biết. Giờ nằm đâu rồi hả? Sao hả? Sáng giờ em ăn uống em tắm rửa sạch sẽ rồi cô chú ơi. Bậy, cái đó là quá bậy luôn rồi. Rồi đọc sách đi. Nằm đọc sách cho mẹ đi. Đọc sách mẹ nghe coi. Tea time là làm gì? Hả? Tea time là làm gì? À hả? Ồ, tea time là uống trà hả? Nó có mổ nó uống trà kìa đó, tea time là uống trà, giỏi quá. Ồ, bây giờ cuốn sách này mày chỉ con này nha. Cuốn sách này chỉ 1, 2, 3 nè, giờ nằm xuống mày đọc sách nè. Nằm xuống nè. Như nào, giờ nằm xuống mày chỉ cho đọc sách này nha. Đây, mày chỉ con nha. Ồ, one. One là số mấy? One là số 1. Ồ, cái này cái gì nè chay? Cái này, con này con gì ghê quá nè. Monster. Chay, cái con này là con gì? Con monster. Rồi, số này số mấy? Số này số 2. Coi nè, nghe mẹ nè. 2. 2 là gì? Này gì đây? Ồ, friends. Rồi, cái này là gì đây? Này, số 3. Cat, look at, ai đây? Nè. Con này cái gì đây? Kỳ. Phải kỳ không? Oh,
cá đâu kìa, ăn kiểu kỳ lạ chơi. Kỳ thấy chơi chưa? Sợ chơi chưa? Chơi con này chơi. Thôi con này. Sợ hả con đeo vô? Chơi mới ngu vậy cô chú ơi. Trời, đâu làm lại coi. 1 2 3. Ơ trời. Giữ cho, nó là gymnastic mà. Đó. Đó nó kỳ quá đó. Ừ, la kỳ đi. Thôi, con quýnh lộn với kỳ là con thua. Đau không? Hỏi đau không đó. Sao bà biết sao phải sao dữ vậy trời. Trời. Đẹp lên coi. Không biết đừng đeo để mẹ đeo cho con nha. Để mẹ dựng máy xuống mẹ đeo cho. Đây. Nè đeo rất kỳ nè. Nè đeo cho chơi nè. Đó, đẹp quá. Kỳ thấy chơi chưa? Này chơi nhìn nè. Xoay. Hả? Đẹp quá. Giữ ta. Đeo cho Lucky đi. Hả? No. Để đeo cho Lucky đi. Con đeo cho Lucky không? Không hả? Đeo cho con đi. Con đeo con đẹp đi. Không quay mày leo cho Lucky à? Để mày leo Lucky. Không? À không mà. Không, ừ không, không. Ừ. Làm sao? Vô duyên đó. Cái đó là vô duyên đó chơi. Stop it. you so mean, JD. What? Why you so mean, JD? Jay. Rồi mới cho Lucky vào con nè, con chảy máu nè.
Thôi để cho Lucky nằm im đi con, đừng có chơi vậy con. Đừng, đừng, đừng. Thôi, thôi, stop, stop. Rồi ăn đi. Sao không ăn? Sao không ăn? Hả? Con ăn thử đi, con ăn thử đi, con ăn thử đi. Thử miếng thôi. Thử đi. Chưa thử sao biết. Thanh long á con. Thử đi con. Đó. Chị ăn đi, thanh long đó con, ngon lắm. Đúng rồi, ngon không? Yeah. Ngon không? Ý, trời đất ơi, rồi, trời ơi, thua rồi. Trời ơi, bây giờ cái này dính màu này rồi nè. Thấy chưa? Đây nè, giờ bông dính màu của thanh long rồi nè. Phá hoại cái đồ bò, cái bông của tôi thiệt chứ. Để đậu cho đẹp vô, để đậu vô cho đẹp coi. Ăn là phải đậu vô mới đẹp, hiểu không? Đậu giống như là đậu cái đèn pin đầu vậy đó, hiểu không? Bây giờ mày đậu nha. Nè mày đậu nè, đậu đậu không? Thế là đậu đậu không? Trời nó thấy Ngọc đậu vô nó cười. Ăn à, giờ tới con đợi nè. Ăn đi con, thanh long ngon lắm con, ăn đi con. Giống công chúa đằng bên không? Ngon không, cho công chúa ăn miếng ơi. Công chúa đằng bên. Nhìn đầu nó. Người về. Giờ tới mẹ đội nè, giờ tới mẹ đội nè, đứng đây coi mẹ đội, đứng đây coi mẹ đội nha. Đứng đây coi mẹ đội nha. Rồi nha, thì con nha. Từ từ nha. Mẹ đội nè. Đẹp không? Thấy mẹ đội đẹp không? Cái gì? Không, cái đó ăn được, không có phun. Cái đó cái hột đó. Giờ con phun ra là con phun. Giờ con phun ra là con phun lần 1000 hột đó. Nó ăn thanh long mà nó nhả hột nè cô chú ơi. Có ai đời mà cô chú có ai thấy ăn thanh long nhả hột chưa? Là chay đó cô chú. Ngồi xuống, xích đu, here. Coi cái ghế nè, tan nát, tan đời rồi nè. Bây giờ nó lấy cái tay nó dính vô ghế nữa. Cái đế này là chừng nào mà đợi mà hư thúi rồi đem dục luôn đó. Trời đất ơi. Chay. Nó xạo, xạo thấy chưa? Đó, nó xạo dễ xạo không? Tới tính la nó cái là nó đi chạy lại với con Lucky rồi, nó thấy xạo chưa? Trời đất ơi, nó làm vậy không la nó nổi luôn. Chạy. Chạy sao con giục miếng thanh long chạy? Con không ăn nữa thì con lại con bỏ đem cái đem bỏ là cái gì á? Chứ sao con giục vậy à? Hả? Làm sao? Tại sao không ăn cái miếng thanh long đó mà đem giục cái dưới đất? Đi lên lượm miếng thanh long lại lên. Đi lại lượm. Bỏ lên dĩa. Rồi, thank you very much. Cảm ơn nha. Good job. Thôi đừng ăn nha, đừng ăn. Mới rớt dưới đất rồi sao giờ ăn được nữa. Mới rớt dưới đất dơ nè. Thấy không? Đồ nào mà rớt dưới đất là dơ là không được ăn nữa. Hiểu chưa? Mình phải thật cẩn thận. Con hiểu mày nói không? Mình phải thật cẩn thận để mình không làm rơi đồ ăn dưới đất. Mà đồ ăn đã rơi dưới đất là mình phải bỏ. Rồi đây. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà bụng mà khỏe khỏe như mẹ mà ăn thì được. Hiểu không? Không hiểu hả? Không hiểu thôi, khó qua bỏ qua đi. Rồi, khó qua bỏ qua đi. Đó, miếng mới đó, ăn đi. Ăn đi, mẹ đeo đều không? Rồi. Ăn nhầm. Thấy không? Đâu đây cái này, thấy nhìn thấy con người đẹp lên liền thấy không? Nè, không phải làm như vậy nè, mẹ chỉ nè. Bẻ ra đó, cắn bụp luôn. Con này giờ nó khóa này chứ nó ăn uống gì. Thôi, rau tay. Rau tay đi.
lau tay. Ồ, dơ chưa, coi chưa. Ngon không? Cho cô chú ăn miếng nha. Gì thôi con ăn đi. Tại sao con tham ăn vậy? Con không ăn mà sao mẹ cho cô chú ăn không có cho? Không được tham ăn nghe chưa? Nè mẹ, nè. Can we share? Can we share? Can we share? Sharing is caring. Oh, sharing is fun. See? Cái bài hát mà con nghe là cái gì? Can we share là cái gì? Là mình có thể chia sẻ được không? Con có thể cho mẹ được không? Share cho cô chú nè. Yes, we can share. Sharing is caring. Oh, sharing is fun. Là cái gì? Là con chia sẻ. Có nghĩa là con quan tâm. Chia sẻ mình mới vui, chứ mình ăn mình đâu vui. Đúng không? À mẹ đi. À mẹ đi. Nghe xào nó đó. Hả, sao bài hát hoặc nghe là gì? Đây nè, ăn miếng đi. Nó bóp nát y như nó bóp nát quả cam, không có ớn đâu. Trời ơi, bây giờ nó làm cho tôi coi có việc tôi làm nữa rồi đó. Thôi, vũ nữa. Trời ơi. Giờ cho cô chú ăn nha. Dạ đi con. Mẹ cho cô chú ăn nha. À đi. Hả? Đợi, rồi cho cô chú ăn. Ngon quá. Sharing is caring. Oh, sharing is fun. Đó, mâm. Ừ, nó bóp nát rồi kìa. Trời, nó có biết thanh long mà tôi mua mắc nó cỡ nào không vậy trời. Hả trời, con biết cái trái thanh long này mua nhiêu tiền trái này không vậy trời? Hả trời? Thanh long mà con có biết cái thanh long là cái trái loại trái cây mà mắc nhất ở nước Mỹ hay gì vậy? Mặc dù Việt Nam bán có 5.000 ký. Nói cô chú ơi, bây giờ mẹ đã tìm ra được cách để cho chay ăn. Giỏi quá. Hiện tại bây giờ mặc dù là bây giờ là 5:35 tối chiều, nhưng mà Ngọc không có cho chay ăn cơm trước, cho ăn trái cây. Tại vì từ sáng giờ ăn bột nhiều rồi. Từ sáng giờ dậy là ăn cháo với lại cái hạt củ quả thông, rồi ăn cơm chung với lại canh hẹ với lại ăn cơm chung với lại canh hẹ với lại tàu hũ quá nhiều rồi. Trước khi ngủ ra ăn một bụng đó rồi. Giờ dậy là phải ăn trái cây, ăn đồ khác chứ còn không có ăn cái kia nhiều nữa. Tối trước khi đi ngủ á thì cho một miếng đồ ăn gì cho ấm ấm bụng trước khi đi ngủ sao. Giờ là ăn trái cây. Cái trái này nè, con có biết là cái trái này là mẹ nghe nói là cái màu đỏ này nó còn tốt hơn cái màu trắng nữa đó chay. Ăn đi. Can we share? Thầy mày làm nhỏ ra nha. Làm nhỏ ra cho con nha. Đó. Con này nó vậy đó, cái gì mà nó không thích rồi thôi đừng ép nó nha. Ngọc nghĩ là do cái này nó nhiều hột quá đó, nó nghĩ là không được nuốt cái hột này, nó không dám ăn. Ăn đi con, không chẳng mà thôi cho bánh lắc kỳ ăn đây. Cây ăn đây cây. Rồi ăn đi. Ba về kìa, ba về kìa, ra mở cửa ba đi, ba về kìa, để lên. Đó, ba về kìa. Mở cửa ba đi. Yeah. Wow, you look like the. Đó, cô chú ơi, bây giờ chay đang ngồi ăn với lại ba mẹ nè. Đó cô chú chay đang ăn gì ta? Chay đang ăn thịt bò đó cô chú. Bò mà chung với lại cái nước sốt Hàn Quốc đó cô chú. Nãy giờ là chay ăn ba miếng thịt bò đó cô chú. Sướng chưa? Bây giờ you can feel it just like so. Trời ơi, ngon ghê luôn, không có ngờ là nó ngon vậy luôn á. Nãy giờ ăn ba miếng này.
ăn chung với bánh mì, chấm bánh mì thẳng khoái vậy ha. Đã dễ sợ được chứ. Bánh mì cắt nó ít hơn, cắt nhiều quá nuốt nổi. Ăn kèm chung bánh mì đúng rồi. Good job, chị. They're really good, right, Chị? Uh-huh. Ăn nữa không? Chút về mày làm mày cho ăn nữa. Còn dĩ kìa. Yeah, that beef. Hôm qua mày mua chợ Hàn Quốc á. Nhớ không? Nhớ hôm qua hai mẹ con mình đi chợ Hàn Quốc mua. Trời ơi, con ăn rồi. Nhai hết đi, từ từ. I think baby we found the gem. What she loves. Ăn đi con. Nó cho ai muộn nhai lần hai ba miếng rồi kìa, không chịu ăn nữa. Ngon quá. Con ăn còn miếng này con ăn không? Mẹ với ba chừa cho con nè. Đó, cho cô chú nha. Cho cô chú nha. Ooh, look at that thing. Thôi đừng có nhả, ta là bay á. Có được này không? Wow. Oh, she's going right at it. Cái nước ngon ấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Rớt đồ. Rớt cho đồ phải không? Rồi, ăn đi. Trời ơi, mày phải biết ngon vậy là mày làm hai dĩ rồi chứ mày đâu có làm dĩ. Now she's just sucking the sauce off. She's a smart girl. Thịt bò mà nó núp y như nè. Thấy không? Rồi. Ooh, you chat. You. What a great meal, right, baby? Oh. Simple, easy. No. Simple, easy, and right on spot. Wagyu Korean style beef. So good. I'm gonna be honest, I could eat probably this like once a week. Twice a week, baby. Easy. Easy breezy. Not hot at all. Alright. Thôi. Chào cô chú đi nha. Cảm ơn cô chú đã xem clip của Chay hôm nay. Giờ thì Chay ăn uống xong rồi, giờ ăn xong là làm gì? Tắm rửa. Tắm rửa xong là mẹ đăng clip lên cho cô chú coi. Chơi chơi ra. Ha. Nè, cô chú thích video clip của chú nhớ like ủng hộ cho em nha. Ủng hộ video cho em nha cô chú. Em bé mặt mèo. Rồi cái tay à, cái tay từ dơ từ lúc ăn thanh long tới giờ. Ăn thanh long rồi ba đi làm về là đẻ qua ăn tối luôn. Ừ. Ừ. Bữa tối thật là đơn giản. Và ấm áp tình người hết trơn hả? Cho cô chú ăn không? Không hả? Thì ăn hết miếng đó rồi mẹ cho. Thôi tao đặt hết chứ. Ăn hết đi mày cho. Bỏ miệng ăn đi. Ăn chưa hết cái này cho thấy cái kia là đồ nè. Bỏ miệng nha. Con này nó giỡn mặt với tôi làm sao. Trời ơi, xạo kìa, xạo đời kìa. Xạo đời kìa. Trời ăn mà còn chống càng nữa. Trời ơi, ăn là chống càng mà si tư kìa. Nè, còn miếng nè. Còn miếng thịt bò nè, ăn đi con. Good job, chị. Đã đời chưa? Vì em luôn có một chiếc bụng đói. Bụng đói để có thể ăn tất cả món ngon cùng một lúc. Mẹ quên rồi, chay chay ơi, chay ơi, mẹ quên. Coi tay để kìa. Ôi trời đất ơi, bây giờ nó vuốt mặt là thấy chưa cô chú ơi. Thôi bây giờ gấp rút dọn dẹp rồi đi tắm. Bye bye. Bye bye. Rồi qua cô chú cái. Giỏi. Giỏi quá trời giỏi. I love you, cutie pie.